Đào mẹ mua đẹp thế. Bây giờ lại biết nịnh mẹ nữa cơ đây. Con khen thật mà. Đẹp thế như là thế đẹp. Mà đào này mẹ mua chơi Tết hay chơi rằm đấy à? Này, không phải hỏi xoáy mẹ nhá. Mẹ mua sẵn cái viên thuốc B1 rồi. Bây giờ mẹ sẽ đi pha ra nước rồi tưới cho cây. Đảm bảo với con nhá, Tết này cây đào nhà mình nó sẽ nở bung rực rỡ. Chờ đấy. Mẹ ơi, cho con xin mấy bông nhá. Đây rồi, có nước B1 rồi. Mẹ sẽ tưới cho cây nhá. Đảm bảo cây nào cũng ra nhiều hoa luôn. Mẹ, con cắt hoa đào của mẹ à? Mẹ bảo là mẹ xịt viên thuốc B1 là mấy ngày nữa là hoa nở rực rỡ mà. Mẹ đừng có lý do lý chấu nhá, mẹ đứng nguyên đấy nhá, nghe rõ chưa? Còn cứ liệu hồn đấy nhá, tí mẹ lên mẹ cho một trận. Nhìn thấy cây đào là lại bực mình. Có mấy bông hoa cắt hết thì còn gì là đào nữa. Anh à. Chào em, nhớ hai mẹ con quá. Nhìn ngoài đảo bọn anh này không khí Tết chưa? Này, qua tàu mới chở quất ra này. Cả hoa nữa này. Đặc biệt là này, em biết quả gì đây không? Quả bàng vuông đấy. Thế nào, hai mẹ con chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Ở nhà là mẹ con em lo xong hết rồi. Đó, cây đào em vừa mua đấy anh, đẹp không? Đúng đào cổ làng mình rồi. Nhưng mà sao nhìn nó có vẻ hơi ít hoa à? Đấy, anh nói em lại bực mình lên đây này. Vừa mới mua cây đào về, thằng con trai anh ấy, nó cắt còn nhõn 3 bông hoa. Nói về cái độ nghịch ấy, con anh mà là thứ hai, không ai dám là chủ nhật. Mà không hiểu là cái gen nghịch này là của ai chứ lị. Em thì em hiền lắm. Gen đó là của bố nó đấy. Con nó đang tuổi ăn tuổi lớn, nghịch ngợm tí, hiếu động tí không sao đâu. Từ lúc em cho nó một trận xong là không thể bóng dáng nó đâu. Anh ơi, chờ em tí nhá, em tìm xem con nó ở đâu đã. Nghị ơi, Nghị ơi, Nghị á, tại sao con ngồi trong phòng mà mẹ gọi con không thưa? Lại nghịch dại đúng không? Con nghe thấy rồi, nhưng con cố làm cho xong để tạo sự bất ngờ. Con làm tiệc chúc Tết để tặng bố. Bố thích đào cổ làng mình, nhưng năm nay bố phải đi trực nên bố không về ăn Tết cùng với mẹ con mình được. Con đã cắt những cành hoa này để làm thiệp tặng bố. Con cầm lấy. Vâng. Bây giờ mẹ gọi điện cho bố. Con khoe với bố nha. Vâng ạ. Con chào bố. Bố chào hai mẹ con. Con có một món quà đặc biệt muốn tặng bố. Bố nhắm mắt vào nhá. Con chúc mừng năm mới bố. Bố mở mắt ra đi. Đẹp quá. Cây này là do con vẽ. Còn hoa là hoa thật đấy ạ. Bố hiểu rồi. Món quà rất đặc biệt. Cảm ơn con trai nhá. Đấy anh xem, hoa này đã đúng là hoa đào cổ làng mình chưa? Chuẩn đào cổ làng mình rồi. Chuẩn con trai của bố. Cảm ơn hai mẹ con nhá. Chúc mừng năm mới bố. Chúc mừng năm mới hai mẹ